Ok, hello Văn Hoàng. Lần nào thấy đang chờ đợi một bạn mà comment đáp án lần thứ hai. Các em khẩn trương xem lại bề tường nhá. Xem nào, bao nhiêu bạn trả lời đúng câu này. Số đồng phân nó cùng công thức phân tử C4H10O. Đấy, rất nhiều bạn bị sai luôn. Thế thì với cái thằng mà đồng phân C4H10O nhé, các em lưu ý này. C4, các em nhìn kỹ nhá. Thì em phải để ý đến đồng phân. Tất cả mọi thằng có dạng CN, H2N, cộng 2O. Thì em phải để ý dạng đồng phân này. Thứ nhất là đồng phân ancol, thứ hai là đồng phân ete. Đấy, thế thì nhiều bạn đã bị quên rồi, nhiều bạn không biết đúng không? Thế thì đồng phân ancol đấy, đồng phân ancol này thì ta sẽ xét này, mạch chính là mạch C4 này, 4 carbon này. Mạch chính thứ hai là mạch chính có 3 carbon này. Được chưa? Thế thì mạch chính là mạch C4 thì nhá, trục đối xứng này. OH đính đây là 1, OH đính đây là 2. 3 ngày giống nhau. Thầy giảng rất kỹ nhé. Vậy đây là 3, 3, 3, 4. Mỗi số từ với lại vị trí nhóm OH đính cả. Thế vậy thì có 4 đồng phân ancol. Thế còn đồng phân ete thì sao? Đấy, bây giờ bạn Đặng Thanh Nhàn mới thấy bị nhầm này. Một lần nhầm là một lần nhớ, không có vấn đề gì cả. Đồng phân ete. À, các bạn đang theo dõi video live stream thì nhanh tay share lại video live stream về tường nhá. Xong rồi là tab giúp thầy tất tần tật các bạn của các em ở trong video live stream đấy. Bởi vì ở đây thầy đang giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em học thật giỏi bộ môn hóa. Làm sao bọn em sẽ lên top môn hóa với thầy. Đấy là điều thầy muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn của em. Ok, vậy đồng phân ete này. Ete sẽ đi điền vào cái vị trí CC. Vậy đây là 4 rồi nhá, đây là 5, đây là 6 và đây là 7. Đúng chưa? Vậy đáp án đúng của mình nó phải có 7. À, bạn nội bộ ơi, không có thầy cô nào dạy cho em ete đâu, mà khi mà tìm đồng phân em phải tự biết là nó có ete hay không. Chứ ete nó là không có trong chương trình dạy về tính chất học nhá. Bây giờ rất nhiều bạn sai câu này, đáp án đúng của mình nó phải là 7. Ok, Hoàng Thuận. Một lần sai là một lần nhớ, không có vấn đề gì cả. Nha. Nào mình tiếp tục này. Mình tiếp tục sang câu số 2. Số đồng phân ancol bậc 1 là. Thế thì mình phải hiểu đồng phân ancol bậc 1 là gì. Đấy, mình phải hiểu ancol bậc 1 là gì. Thế thì ancol bậc 1 ấy. Ancol bậc 1. Vậy là nhóm OH. OH đính vào carbon bậc 1. OH đính vào carbon bậc 1. Đấy, các em lưu ý nha. OH mà đính vào carbon bậc 1. OH mà đính vào carbon bậc 1. Vậy thì ta sẽ có vấn đề nào sau đây. OH đính vào carbon bậc 1 này. Thì ta sẽ có đây, C5H12 này, mạch chính này. 1 2 3 4 5 này. Tiếp tục mạch có 4 carbon này. Và mạch có 3 carbon này. Được chưa nào? Vậy ở đây thì có các em chú ý nhá. Bậc 1 thì carbon bậc 1 này. Trục đối xứng này. OH đính đây là bậc 1 hoặc đính đây như nhau. Trục đối xứng này. OH đính vào đây và đây như nhau. Đây là bậc 1, đây 3 thằng. 4 này giống nhau. Vậy là 4. Được chưa? Các em nhìn rõ chưa? Vậy đây thầy có mạch C5H12 nhá. Thầy có 4 anh carbon bậc 1, đây 1 này. 2 này, 3 này. 4. Còn lại anh này với anh này giống nhau này. Anh này với anh này giống nhau thì còn đánh số này. 4 anh này giống nhau thì đánh một số 4 này thôi. Được chưa? Các em hiểu chưa nhỉ? Các em hiểu bài chưa? Thế vậy hỏi về đồng phân ancol bậc 1 ấy thì thầy sẽ có là 4 đồng phân ancol bậc 1. Ok chưa? Các em có hiểu bài không nhỉ? Đấy, các em thầy giảng các em có hiểu bài không? Thầy nghĩ là sẽ rất là tốt cho tất cả các bạn và các em khi mà theo dõi video live stream này. À, sẽ rất là tốt cho các em khi được định hướng tốt cái việc học môn hóa ngay từ bây giờ, học với thầy Minh Mielin. Thì chắc chắn là thầy nghĩ rằng là cái môn hóa của các em sẽ cực kỳ dễ dàng chứ không để đến nỗi bị mất gốc. Và cái lúc này là lúc mà chúng ta có thể lấy lại gốc của môn hóa từ hữu cơ. Và thầy sẽ là người trực tiếp giúp đỡ các em. Thấy chưa? Các em hiểu bài chưa? Vậy ở đây là ta sẽ có xem nó là 12, có 4 đồng phân ancol là 1 nhá. Mình tiếp tục này, sang câu tiếp theo, câu số 3. Chất là đồng phân của nhau. Thế đồng là gì? Đồng là cùng, phân là phân tử. Vậy đồng phân là cùng công thức phân tử. Cùng công thức phân tử. Khác công thức cấu tạo. Đấy. Những anh chị nào là 2K1 thì cũng nên theo dõi. Cùng công thức phân tử.
bây giờ mới học được một tiết hơi khó. Ừ em ạ, à, chắc chắn là nó khó đấy nên em phải nghe vào. Được chưa? Mình tiếp tục nha. Mình tiếp tục nha. Hợp chất này. Đồng phân, thầy nhắc lại, đồng phân là cùng công thức phân tử và khác công thức cấu tạo. Vậy thầy có này, anh này là C2H6O2. Anh này là 1 2 3 3C C3H8 2OH là O2. Tiếp tục này, 1 2 3C C3H8 O2. 1 2 3C C3H8 đến này, 3O O3. Vậy này, chỉ có anh C3802 và C3802 này là cùng thôi. Chào Kim Như, hello các em. Em vào học nhá. Chào Trần Văn Vin. Vậy ở đây mình sẽ có là hai anh cùng đồng là đồng phân nhau. Đáp án đúng đáp án B. Hello Trần Văn Vin, hello tất cả nhà. Chào Nguyễn Tiến. Vào chậm thì xe lại về tường nhá, xong rồi tí xem lại mấy câu kia nhá. Những bạn nào mà vào theo dõi chậm thì xe lại về tường, xong rồi tí nữa rồi mình sẽ làm lại các câu kia được chưa? Giờ mình học tiếp này. Câu tiếp theo này, câu số 4 này. Ô thôi chết rồi, hôm nay thầy không mang máy tính. Thầy không mang máy tính cầm tay đâu. Vậy hôm nay các em làm tay của thầy nhá. Các em bấm giúp thầy nhá. Thầy không có máy tính ở đây nên là thầy chịu. Điện thoại đang livestream cho các em rồi. À, cái mình sang câu số 4 này. A là đồng đẳng của ancolytic. Thế các em phải nhớ này, đồng đẳng của ancolytic thì ancolytic là ancol no đơn hở. Là ancol no đơn hở. Được chưa? Vậy anh ancolytic là anh ancol no đơn hở thì sẽ dẫn đến một điều là công thức tổng quát của anh ancol no đơn hở nó sẽ có công thức là CnH2n cộng 2O. Các em hiểu không nhỉ? Đấy, mà tỷ khối hơi so oxy bằng 2,3125. Vậy điều này chứng tỏ phân tử khối này bằng 2,3125 nhân với 32. Các em bấm giúp thầy xem 2,31 chào Minh Nhật. À, 2,3125 mà nhân với lại 32 thì bằng bao nhiêu? Em bấm giúp thầy vậy. Thầy không có máy tính. Thầy không có máy tính ở đây nên là gần như là thầy chịu rồi. Giờ các em là cánh tay của thầy, các em bấm giúp thầy với. Có bạn nào chịu bấm giúp thầy không? Các bạn đã theo dõi video livestream thầy giúp thầy xe lại để tường nhé, xong tất các bạn vào trong video livestream nào. Ôi đây là máy tính rồi thì vừa tìm thấy nó. 2,3125 nhân với 32 thì bằng 74 đúng không? Bằng 74 này. Thầy giải cực kỳ chậm cho các bạn cùng nhìn nhá. Bằng 74. Ok, thank you Nguyễn Đức Anh. Cảm ơn Phạm Tuyết Phương Anh. Cảm ơn Đăng Thành. Đấy các em cứ bấm máy tính giúp thầy nhá. Vậy mình có này. Tiếp này, các em comment đáp án nữa. Cảm ơn Phạm và Thị Thanh Tân. Hôm nay rất nhiều fan cứng đang theo dõi cái buổi livestream này. Mình có đây là 12N cộng 12N cộng 2 là 14N này cộng 2 này cộng 16 này thì bằng 74 này. Vậy nên mình tìm được N bằng 74 trừ 18 nha. 74 trừ 18 bằng chia 14 bằng 4. Bằng 4. Vậy N chúng ta bằng 4. Được chưa? N bằng 4. Ối bạn tô 4. Bạn nào tô 4 là chết. N bằng 4 đây là C4H10O các em ạ. Đừng tô 4 nhé. Tế bào ở này, số đồng phân có mạch carbon không phân nhanh. Có nghĩa là đồng phân mạch thẳng. C4 này. Chỉ có mỗi mạch này thôi là mạch thẳng này. Có 1, có 2. Vậy là mình chỉ có 2 đồng phân thôi nhé. Đáp án đúng phải đáp án B. Và rất rất nhiều bạn tô nhầm ở câu này. Đấy, các em cẩn thận. Các em nhớ lưu ý. Các em cẩn thận này. Các em nhớ lưu ý này. Đấy, rất rất nhiều bạn bị nhầm. Ok, đấy thế thì để mà làm được đúng những câu này thì chỉ có một cách là các em phải cố gắng làm thật nhiều bài. Đấy, thử sai thật nhiều thì mình mới nhớ được. Được chưa, ra các khổng minh, ok. Làm tiếp nhé, mình sang câu tiếp theo, câu số 5. Ở đây thì bài bảo là số đồng phân có mạch carbon không phân nhánh mà. Thì C4H10 thì có 2 đồng phân mạch carbon không phân nhánh nhé. Nội bộ nhé, hiểu chưa, các em hiểu bài chưa? Mờ quá, ở đây thì thấy nét cực, nhưng khả năng cao mờ cũng là do một phần là do Hà Nội trời đang mưa các em ạ. Hà Nội trời mưa thì sóng nó yếu. Đồng phân mạch carbon không phân nhánh mà. Em ơi, ở câu số 4 này bạn nào nhỉ? Bạn Nguyễn Đức Anh IDM. À, cái gì? Nguyễn Đức Anh IM. Thầy bảo số đồng phân mạch carbon
đây là A đồng đẳng của ancol và không phân nhánh thì nó chỉ có thể là anh này thôi nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 5. Hình ảnh á. Hình ảnh thầy thấy vẫn nét chứ nhỉ? Sao các em lại thấy không nét á? À ừ, thầy cũng thấy hơi mờ mờ. Chắc là do đường mạng đấy. Chắc do mạng. Các em cố gắng để cho màn hình to to ra một tí. À để yên thầy đợi thầy tí tẹo thì cho nó thấp xuống một chút để cho các em cùng nhìn. Lúc nãy lại không thấy bạn nào bảo gì nên thầy like mất rồi. Ok, giờ đỡ hơn chưa? Các em thấy giờ nét hơn chưa? Được chưa? Ok, giờ chắc chắn là nét căng rồi. Nét như Sony luôn. Vẫn nét đấy, một số bạn bảo vẫn nét này. Ô, bây giờ là nét rồi đấy các em ạ. Giờ thì nét, mặt căng luôn. Bạn nào thấy nét thì chấm cái để xem này. Mohamed Alas. Đấy, nét thì chắc là do đường mạng các em thôi. Mình có câu tiếp theo, câu số 5 này. Khi cho anconetilic, ok Nguyễn Tiến. Khi cho anconetilic tan trong nước. Khi cho các em nhớ xe lại về tường nhá, xong tác các bạn vào đây nhá. Ui comment kém thế. Câu 5 nào đáp án nào em ơi? Câu 5 đáp án là thầy đang cần đáp án câu số 5. Khi cho anconetilic. Khi cho anconetilic tan vào trong nước thì số liên kết hydro trong dịch có thể có này. Các em đừng có sợ sai. Các em cứ comment phứa đi. Một lần sai, một lần nhớ. Em mà không sai được thì em mới là sợ, chứ còn thực ra là khi mà em mà sai thì thầy khẳng định chắc chắn 100% là em sẽ học rõ hóa lên như rất rất nhiều luôn. Ok, Phạm Thiên Anh, Hồ Nguyễn Ngọc, thank you em. Đấy. Câu số 5 nào, thầy đang cần đáp án câu số 5. Mohamed Hala. Thầy nói hơi nhỏ tại thầy đau họng tường trường dưới điện. Thầy bị đau họng nên thầy bị phải nói nhỏ đấy. Thầy vẫn đang ốm chưa khỏi mà. Nên là cố gắng lắm ấy, có thể live stream của các em. Cảm ơn Trần Đại Dương. Hello, Biện Đăng Trường, mình có này. Ancol ethylic tan trong nước thì số liên kết hydro trong dịch có thể có là. Câu này rất nhiều bạn bị nhầm, em chú ý nhé. Ancol này, R O H này, H O R này. Đây là kiểu liên kết hydro đầu tiên này. Tiếp tục này, tan trong nước thì thầy sẽ có là R O H H O H. Đây kiểu nữa này. Cuối cùng này, H O H H O H đây này, ok chưa? Đây là đâu? Cảm ơn Đỗ Khang, đây là trên fanpage của thầy Minh Berlin. Nào, vậy số liên kết hydro nó có thể có là này, O của rượu với H của rượu, H của rượu. Dĩ nhiên H của rượu với O của rượu là một. Vậy là một cái nhá. O của rượu với H của nước. O của rượu với H của nước. H của rượu nhìn chưa? Đây H của rượu với O của nước cũng khác nhau. H của rượu với O của nước khác nhau. Nhiều bạn tưởng nhầm hai này giống nhau. Thế là chết. Được chưa? Cuối cùng là H của nước và O của nước. H của nước với O của nước. Vậy tổng cộng 1, 2, 3, 4. 4 liên kết hydro có thể có. Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án D cả nhà nhé. Đáp án đúng của mình phải là đáp án D. Đáp án đúng của mình là đáp án D. Đấy, các em thấy chưa? Ok, mình xem phim không có việc sắp. Ơ, có mà. Gia Cát Khổng Minh làm sao ấy chứ. Các em có nghe thấy thầy nói gì không? Cả nhà ơi, cả nhà có nghe thấy thầy nói gì không? Cả nhà ơi, cả nhà có nghe thấy thầy nói gì không? Bạn nào nghe thấy thầy nói gì thì ớ được một tiếng để thầy biết là các em nghe thấy thầy nói nào. Mau lên rồi mình sang câu tiếp theo, câu số 3. Bài giả lạ, dĩ nhiên bài cực kỳ lạ. Thầy nói lại cho cả nhà cùng nhìn nhá. Đây nhá, thầy bảo này. Ancolytic tan nước. Rượu nào cũng vậy thôi. Rượu nào cũng vậy, tan nước thì sẽ có là liên kết hydro giữa rượu với nước. Rượu với rượu và nước với nước. Được chưa? Thế thì rượu với nước này thì có O của rượu với H của rượu, nhìn không? O rượu, H rượu. H rượu với O rượu thì là vẫn là một nhá. Sang liên kết của rượu với nước này thì có O của rượu với H của nước và H của rượu với O của nước, thấy chưa? Đây, hai này khác nhau này. Được chưa? Tiếp tục này, cuối cùng này, nước với nước thì mình có là O của nước với H của nước. Được chưa? H của nước với O của nước. Vậy đáp án đúng mình là phải có 4 liên kết thì rồi. Rất rất nhiều bạn bị nhầm. Cảm ơn Huỳnh Thị Tâm, cảm ơn Quý Nguyễn. Tốt, cảm ơn Nhung Hà.
À khó, câu này không khó, câu này dễ hơn. Câu này dễ hơn. Bắt đầu từ bây giờ em học thầy, các em sẽ tự làm về những câu đấy. Những câu này vẫn chưa đạt tầm thi đại học đâu các em ạ. Lưu thương, nó là những cái thi rô mà em, những cái thi rô có trong sách giáo khoa ấy. Em phải đọc qua sách giáo khoa xem em ạ. Thầy bị đau họng Văn Phú ạ. Ok, mình có sang tiếp câu số 6 nhá. Câu số 6, mình vẫn đang ở phần dễ thôi. Các em rất hay đi làm mấy cái câu kiểu bài tập khó xong rồi lại quên mấy câu lý thuyết là chết. Thầy gửi cho em xin đề này. Ok, được, tí nữa thầy sẽ up lên file PDF. Câu số 6, tại vì dạo này PDF bị chặn nhiều ấy. Phải driver bị Facebook chặn nhiều nên là hỏng. Ok, nào, cả nhà ơi, tiếp tục nhá. Tiếp tục câu số 6. Wow, rất nhiều bạn đã comment này. 6D, phương pháp học phần này thế nào? Là học thầy Nguyễn Thị Thu Giang nhé. Chỉ có học thầy thôi. Thì phương pháp học phần này là học thầy Trần Đại Dương rất tốt. Các bạn comment đi, em chưa học. Chưa học thì vẫn có thể hiểu được mà. Thầy giảng để cho các em hiểu. Em bị hoang mang, đúng rồi. Xin đề này được. Ok, Thu Hiền. Tí nữa like xong thầy sẽ up lên trên driver ngay. Tí nữa ngay lúc like xong thầy sẽ up lên driver cho cả nhà luôn nha. May mai kiểm tra phần này, đúng rồi. Thế thì xem mai của thầy, thế thì tag cả lớp vào đi. Mình có câu số 6 này. Nam côn, điều nào cho đề là sai? Tất cả đều nhẹ hơn nước. Tan vạn trong nước, đúng. Nhiệt độ sôi tăng dần, đúng. Nhẹ hơn nước là đúng, bởi vì tỷ khối bọn này cỡ 0,8, 0,9 thôi mà. Thì nhẹ hơn nước là đúng, được chưa? Thế vậy đều có tính axit là sai, bởi vì ăn côn không tính axit. Mình uống là chết, được chưa? Lành lê. Tí nữa rồi thầy like xong rồi thầy sẽ, mai em đi học về vừa kịp thầy like. Đúng rồi, tốt, rất tốt, được chưa? Đều có tính axit, ăn côn không tính axit. Câu số 7, khi so sánh nhiệt độ sôi của ăn côn etylic và nước thì điều nào sau đây là đúng? Nào câu số 7 nào các em. Khi so sánh nhiệt độ sôi của ăn côn etylic và nước thì điều nào sau đây đúng? À, xem live này thì thầy phát hiện ra một điều là nếu mà em xem bằng máy tính thì sẽ dễ nhìn hơn đấy các em ạ. Nếu em xem bằng máy tính thì sẽ dễ nhìn hơn nhá. Khi so sánh nhiệt độ sôi của ăn côn và etylic và nước thì đấy, các em nhìn nha, nước sôi cao hơn ancol vì nước có khối lượng phân tử nhỏ hơn. Không phải, khối lượng phân tử không ảnh hưởng gì đâu. Ancol sôi cao nữa sai, ancol là 70 mấy độ, còn nước là 100 độ, ancol lại sôi thấp hơn nước. Nước sôi cao ancol vì liên kết hydro giữa nước bền hơn liên kết hydro giữa các phân tử ancol. Cái này đúng. Vậy 7C thì thấy có rất nhiều bạn comment đúng đấy. Câu 5 dĩ nhiên lạ rồi, 7C, những bạn nào, nhưng mà kiểu gì cũng có trong đề của em đấy. Thầy like tối thứ tư, đúng rồi, thầy chỉ like mỗi tối thứ tư cho 2K à 2 thôi nhá. Ok, 7C rất tốt. Đấy, mình sẽ câu tiếp này. Thầy chữa cực kỳ chậm cho các em cùng nhiều bài. Câu số 8 là cả nhà. Đồng đẳng của ancol etylic có công thức chung ở đây là đáp án nào? Đồng đẳng của ancol etylic thì có công thức chung là đáp án nào sau đây? Thế thì đồng đẳng của ancol etylic của chúng ta thì chắc chắn 100% là nó là dãy đồng đẳng của ancol no đơn hở, được chưa? Và khi nó là dãy đồng đẳng của ancol no đơn hở, hàng 130 bạn theo dõi mà được có, các em ơi, thầy bảo này, các em nhớ lại share video live stream về tường, bởi vì là sau khi mà thầy like xong là thầy ấn đấy, thầy like xong video live stream, bởi vì dạo này có rất nhiều người copy các cái like của thầy nên là thầy like xong là thầy sẽ ẩn ngay video live stream đi. Nên là các em chú ý nhớ phải share lại về tường, không là khi thầy ẩn là các em sẽ không tìm thấy đâu nhá. Share về để bà con có tài liệu để mà học nhá. Em comment đáp án đi xem nào. Okay, mình có tiếp này. Câu số 8, đồng đẳng ancol etylic có công thức chung. Thế thì chỉ có thể là đáp án B. Chào Trần Thanh Huyền, hello cả nhà. Ok chưa? Mình có nha, tiếp tục nha. Câu số 9, trong các công thức sau đây hãy cho biết công thức nào là công thức của ancol bậc 1. Ancol bậc 1 này. Câu số 9 này. Cả nhà cùng comment xem nào. Một lần sai là một lần nhớ, thầy biết còn đầy đầy bạn sai cơ, nhưng không có gì phải sợ cả. Được chưa? Cứ một lần sai là một lần nhớ. Ok,
sang cái phần là phản ứng thế. Trong phần này gần như thầy chia dạy cho các em để làm được bài tập. Thế nên là để mà giải được bài tập đúng ý, các em vừa phải bấm máy tính, chuẩn bị sẵn sàng máy tính chưa? Chuẩn bị sẵn sàng máy tính chưa? Đấy, để mà làm được một bài tập đúng thì các em không những mà chỉ cần chuẩn bị máy tính mà các em còn phải chuẩn bị thêm cho thầy rất rất nhiều thứ. Trong đó là gì? Trong đó là thầy cần các em chuẩn bị cho thầy là cái việc mà em sẵn sàng làm, sẵn sàng thử sai. Sẵn sàng thử sai. Nha. Thì các em mới giỏi được. Chứ nếu không thì sẽ không bao giờ mà các em có thể học giỏi được. Đấy, đấy là ý của thầy. Thầy muốn các em học cực kỳ giỏi. Nào tiếp tục. Theo comment đã bán à? Câu 12 cho một natri vào Ca2H5OH thì thu được x hoặc có cả x thu được chất rắn nào? Vậy mình có này, Ca2H5OH mà cộng với natri, Ca5OH lấy dư nhá, thì thu được Ca2H5ONa cộng H2 bay đi. Do anh này dư nên natri hết. Vậy cô cạn thu được chất rắn nào? Thì chỉ thu được Ca5ONa thôi, đúng chưa? Bởi vì là Ca5OH dư mà. Vậy là chỉ thu được Ca5ONa. Đó, đúng không ạ? Ok, nội bộ rất tốt. Nào câu 13 nè. 13 nè. Có những chất xáo, những chất nào phản ứng được với natri? Ok. Nào, tiếp là các em. Nguyễn Đức Anh, ok, rất tốt. Nào, bây giờ mình lưu ý này. Để tác dụng được với natri thì cần có nhóm chất OH. Đây này, OH này, một anh này. Hai anh này. Anh bốn này không OH? Không. Vậy đây mình có 1, 2, 3. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A. Thật tốt. Giờ sang đến câu bài tập đầu tiên. Cả nhà sẵn sàng làm bài tập chưa nhỉ? Cả nhà sẵn sàng làm bài tập chưa? Khẩn trương nào. Ok, 14 đáp án gì em? 14 đáp án gì? 14 cho 16,6 gram thì yêu cầu em phải nhớ được cái công thức. 16,6 gram ancol etylic là C2H5OH. Ancol propylic là C3H7OH. Khối lượng của nó là 16,6 gram. Tác dụng hết với natri thì thu được khí, khí của mình là khí hydro, số mol khí hydro bằng 0,15. Được chưa? Phần trăm theo khối lượng của ancol etylic và ancol propylic là bao nhiêu? Thế vậy thầy đặt này, em nhìn thầy đặt ancol là A thì thằng này là B nhá. Thầy có phương trình đầu tiên là phương trình bảo toàn khối lượng này, anh này là 46A, phân tử khối của ancol mà là 46A cộng với phân tử khối của anh C3H7OH này là bằng 60B thì bằng 16,6. Được chưa? Thế phương trình thứ hai này thì viết phương trình nhé. Một anh ROH khi mà cộng lên natri thì tạo thành RONa cộng với lại 1/2 hydro. Có nghĩa đây này, Ca5OH này thì sinh ra 0,5 hydro. Mình có anh này bằng 0,53. Cộng tiếp này, anh này C3H7OH này thì sinh ra 1,5 hydro, vậy là cộng với 0,5B thì bằng 0,15. Ok chưa? Thế vậy, hoàn toàn đến đây nhá, chúng ta sẽ có hệ phương trình 1, 2, 4, 6 bằng 60 bằng 16,6 bằng 0,5 bằng 0,5 bằng 0,15 bằng 0,1 và 0,2. Vậy mình kiếm gì đó chưa? 0,1 và 0,2. Vậy thì mình có số mol Ca5H A
Vậy thì phần trăm là 4,6 chia 16,6. 4,6, 4,6 chia 16,6 bằng 27,71%. Các em nhìn kỹ không? 27,71%. Vậy là đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã bấm máy tính và ra được đáp án D. Rất rất tốt. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo. Mình sang câu tiếp theo, câu số 15. Các em hiểu bài không nhỉ? Các em có hiểu bài câu 14 không? Thầy dừng lại một tí cho các bạn cùng nhìn lại đấy. Phương trình thứ nhất là bảo toàn khối lượng này. Phương trình thứ hai là sinh ra hydro là xong. Mình sang câu tiếp theo, câu số 15 nhá. Câu số 15. Câu số 15. Thực ra chỉ cần học mỗi hóa của thầy là ok. Đúng không? Chỉ cần học mỗi hóa của thầy là ok. Chẳng cần phải đi học đâu nhiều. Em học hồi chắc mất tiêu luôn. Câu 15. Câu 15 nào cả nhà. Ui, pin của thầy bị yếu còn 20%. Ghét quá đi. Câu 15 nào. Ok em ơi, có nhiều bạn inbox cho thầy quá. Nhưng mà vấn đề là bây giờ thầy đang like. Thầy đang like thì thầy không chép được inbox đâu. Cho 9,2g ancol propylic và ancol đơn chữ X. Đấy, các em cùng nghĩ xem. Xem câu này như thế nào. Thầy chữa cho các em nhìn nhé. 9,2g ancol propylic. Vậy ancol propylic là C3H7OH này. Chỗ này bằng 9,2 này. Và một ancol đơn chữ X, vậy nó là ROH này. Tác dụng với natri dư này. Natri dư này thì thu được này. Hydro này. Thầy tìm được số mol hydro thì bằng 0,1. Vậy thì đặt chung đi. Đặt chung bọn này là R trung bình OH. Vậy thì sẽ có này. R trung bình OH số mol nhá. Anh này 0,1 mà anh này chỉ sinh ra 1/2 thôi, vậy suy ra số mol R trung bình OH bằng 0,2, em hiểu không nhỉ? Đây này. Thế vào cái phương trình này này. Anh này là 0,1 thì 0,1 nhân 1 chia cho 1/2 thì bằng 0,2. Đấy chưa? Hiểu chưa nhỉ? Thế thì vậy R trung bình OH này, khối lượng là 9,2 mà số mol bằng 0,2 nhá. Khối lượng là 9,2 mà số mol bằng 0,2. Vậy thì có phân tử khối trung bình bằng 9,2 chia 0,2 bằng 46. C3H7OH thì nó bằng 60. 46 nhỏ 60 rồi. Được chưa? Thế mà 46 chính là C2H5OH. Vậy một thằng phải nhỏ 46 là nhỏ 2C2H5OH. Mà nhỏ C2H5OH thì chỉ có là CH3OH mà thôi. Vậy ancol đơn chữ X của thầy chắc chắn là CH3OH, hay còn được gọi là ancol metylic. Metylic nha. Nhiều bạn làm nhầm. Thế em hiểu không nhỉ? Ở đây này, từ đây để tìm ra được phân tử khối trung bình thì bằng, ở đây nhá, thầy tìm từ số mol là 0,1 mol ancol này. 0,1 nhân với 2 thì bằng 0,2 mol ancol này. Đây là tổng số mol ancol thì bằng 0,2. Thế từ đó để tìm được phân tử khối trung bình của hỗn hợp hai ancol này thì là bằng 46. 46 thì nhỏ 60 rồi, 60 là C3H7OH. Vậy chắc chắn một thằng phải nhỏ 46. 46 là C2H5OH rồi, phải nhỏ 46 chỉ có thể là CH3. Vậy đáp án đúng mình là đáp án gì? A, ancol metylic. Mình sang câu tiếp theo, câu số 16 nào. Câu tiếp theo, câu số 16. Em sẵn sàng nhỉ? Em sẵn sàng gì nhỉ?
chưa? Thế các em nhìn nhìn này, đây là bộ phận cứng nhá. Vậy là thay đổi, là thay đổi anh hydro và thay đổi anh natri. Vậy thì luôn luôn có này. M chất rắn sao trừ đi M ancol chia cho vứt hydro đi là trừ 1, thêm natri vào là cộng 23 thì bằng số mol ancol, hay là bằng 2 lần số mol hydro. Đây là biểu thức đáng chú ý bậc nhất của phần ancol, nên các em nhớ nốt lại nhé. M chắc là của em thôi chứ nhiều bạn không bị M đâu. Ok, vậy thì ở đây ta sẽ tìm được là của hydro. M chất rắn sau bằng 4,6 này. 4,6 trừ đi 2,84 được bao nhiêu, chia cho 22 bằng này, được chưa, xong rồi chia cho 2 bằng này 0,04 nhân với 2,4 thì bằng 0,896 lít. Wow, Nguyễn Ngọc Đỗ Quyên, bạn này comment đúng từ đầu đến giờ, D 0,896 lít, rất tốt đấy, rất dễ. Thế với kem này thì bọn này 0,17 ý gì 0,16 luôn. Em thử bấm máy tính cho thầy 0,17 cho 0,7 EC 0,16 luôn, không khác một tẹo nào luôn. Các em bấm máy tính thử 17 thầy vào luôn đấy, EC như 16. Mười bảy đáp án gì? Thử bấm máy tính thử. Mười bảy EC 16. Nào, tương tự nhé, thầy cũng ứng dụng này. M chất rắn trừ M ancol. Vậy M chất rắn đây là 21,8. Trừ M ancol là trừ đi 15,2. Chia cho tác dụng natri lại chia cho 22 bằng 2 lần N hydro. Vậy thì có này. 21,8 trừ 15,2 bằng chia 22 bằng chia 2 bằng nhân 22,4 bằng 3,36 lít. Vậy đáp án đúng mình là đáp án C. Thầy thấy rất rất nhiều bạn comment đáp án đúng, đáp án C đấy, rất tốt. Đấy, thì với những cái buổi mà live dạy như thế này thì chắc chắn 100% rằng các em học thầy, thầy sẽ cực kỳ khổ. Các em nhớ rằng là lịch live của thầy là 20 giờ tối thứ tư hàng tuần. Thầy sẽ live chữa cho tất cả các bạn và các em nhá. Nhớ đấy. Được chưa? Mình có thằng câu tiếp theo, câu số 18, trông nghe vẻ hơi khó nhưng mà thực ra lại cực kỳ dễ dàng. Trông vậy thôi chứ dễ lắm, bình thường mà. Các em đang thầy làm nhá. Câu 18. Hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức bạch hợp kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đấy, hỗn hợp X gồm hai ancol no đơn chức mạch hợp kế tiếp nhau. Vậy hỗn hợp X thì cứ ký hiệu là ROH đi. Được chưa? Tác dụng với natri dư thì sinh ra 1/2 hydro. Số mol hydro ở đây thì bằng 0,448 chia 2,4 thì bằng 0,02. Vậy thì suy ra được số mol của ancol bằng 0,02 nhân 1 chia 1/2 bằng 0,04. Được chưa? Vậy số mol ancol 0,04 nha. Đốt cháy hoàn toàn mgamic, vẫn là mgamic này. Đốt cháy là cộng oxy thì sinh ra CO2, số mol CO2 bằng 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Bằng số mol CO2 là 0,1 chia cho số mol ancol là 0,04 thì bằng 2,5. Được chưa? Vậy 2,5 này, đề bài nói đồng đẳng kế tiếp nhau. Vậy lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Được chưa nào? Vậy đo đơn chức bạch hợp công thức tổng quát là CnH2n nên nó thành C2H5OH và C3H7OH. Và đáp án đúng của mình là đáp án B. Bạn Nguyễn Tu comment rất đúng, rất tốt. Đấy, các em nhớ xe lại về tường nhá, không thấy like xong là thầy ẩn xe đấy.
chấp nhận đi, được chưa? Được chưa? Thế anh nhìn kỹ nha, thì bài hỏi này, phần trăm khối lượng của hàn côn ý B này, phần trăm khối lượng của hàn côn. Thế hàn côn phần trăm khối lượng nó như thế nào? Thế em nhìn kỹ nha. Thì đặt số mol của xe 5H là A, thì số mol C3H7OH là B. Thì sẽ có hệ phương trình đầu tiên là bảo toàn số mol A cộng B thì bằng tổng số mol bằng 0,04. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn carbon. Bên trong thằng xe 5H có 2A. Bên trong thằng C3H7OH có 3. Vậy là cộng 3B thì bằng số mol CO2 đốt cháy này 0,1. Đến đây mình bấm máy tính giải hệ là mình có này, 1 bằng 1 bằng 0,04 bằng 2 bằng 3 bằng 0,1 bằng A bằng 0,02, A bằng 0,02, B bằng 0,02. A vậy là A bằng B bằng 0,02. Bây giờ tìm được phần trăm nhé. Phần trăm của CH5H, phần trăm của CH5H bằng 0,02 nhân 46 chia cho 0,02 nhân 46 cộng 0,02 nhân anh này là bằng 60. 43,396. 43,396 thì tương ứng với lại 43,4%. Thế vậy là bạn đúng, mình là bạn B. Thì các em hiểu bài không? Bạn nào hiểu bài thì chấm cái để thầy biết là các em hiểu này. Các em ơi, các em có hiểu bài không? Bao nhiêu bạn hiểu bài thì chấm cái để thầy biết là các em hiểu bài rồi. 131 bạn này đang dõi video livestream này, xe lại về tường chưa? Chưa xe là thầy ghét đấy, thầy ghét vào buổi tối thầy cứ em dậy rồi. Hello, chào cả nhà. Đấy, thanh niên đau họng này, buồn ngủ này, ốm mà vẫn livestream cùng ngày. Dựa vào tỷ số 2,8 tính được số mol. Ok, chính xác, được em. Đào Quang Trường, bạn trả lời kìa. Ok, Nguyễn Đức Anh, tốt, rất tốt. Dễ hiểu quá. Ôi, đấy, dễ hiểu mà, cực kỳ dễ hiểu luôn. Thầy luôn luôn giúp đỡ cho các bạn và các em có khả năng học giỏi môn hóa hơn. Được chưa? Mình có sang câu tiếp theo nhá. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 19. Hôm nay thì chị like chữa với các em đến câu 20 thôi. Còn lại để sang buổi sau thì chữa tiếp nhá. Tờ này của thầy có rất nhiều câu. Hôm nay mình la đến câu 20, mình chữa 20 câu thật chất và thật cân để cho các em cũng có thể hiểu được bài. Mình tiếp này. Câu số 19, câu số 19 thì lại ứng dụng công thức. Công thức vừa nãy thầy dạy rồi đấy. M muối này, hay là gọi là m chất rắn đi, trừ đi m ancol chia cho delta tổng natri thì chia cho 22 thì bằng 2 lần n hydro. Vậy suy ra thì thế này, m chất rắn thì chưa biết chính là m muối, trừ đi 19,2 chia 22 n hydro 0,15. Vậy 2 lần bằng 2 nhân với 0,15. Vậy thầy tìm được m chất rắn. 2 Ok, 2 nhân với lại 2 nhân 0,15 bằng nhân 22 bằng cộng 19,2 25,8 gam. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B. Đấy, thấy làm nhanh hơn không? Tốc độ tăng cực kỳ cao đúng không? Tăng vù vù luôn, tăng theo cấp số nhân luôn. Mình tiếp tục nha, sang câu 20. Câu 20 là câu cuối cùng của live stream tối nay của thầy. Thầy chữa 20 câu cực kỳ kỹ để sang tuần sau. Nhớ nhá, tuần sau lại vào 20 giờ tối thứ tư, thầy lại live chữa tiếp cho em. Được chưa? Mình có này, sang câu 20 này. 14,1 gam hỗn hợp ancol nó đứng trực kế tiếp nhau trong giai đoạn nào? Tác dụng với natri thì thu được 4,2 lít khí. Thế vậy ở đây thì có này, ancol no đơn chức thì cứ ký hiệu là R trung bình OH đi. Khối lượng bằng 14,1 cộng natri thì phải sinh ra 1/2 luôn. Số mol hydro bằng 4,2 chia 2,4 bằng 0,1875. 0,1875 và chia cho 0,5 thì bằng 0,375. Thế mặt khác nhé, ở đây là ancol no đơn chức nên thầy vẫn có phải ký hiệu nó là CN H2N cộng 2 ohm. Thì thầy tìm được phân tử khối của nó bằng 14,1 chia cho 0,3,5. Thấy chưa nào? Vậy ở đây thầy được này, 12N cộng 2N cộng 2 cộng 16 cộng 18 thì
14,1 trên 37,6. Vậy đến đây mình tìm được n, trừ đi 18 chia cho 14, 1,4. Do anh này làm liên tiếp nhau nên một anh là C1 và một anh là C2. Chúng ta bạn đúng mình đáp án A. Ngọc Thư chính xác, rất tốt. Được chưa? Đấy, thế vậy là thầy sẽ có là hỗn hợp của thầy gồm CH3OH và C2H5OH, tổng khối lượng bằng 14,1. Tổng số mol thì bằng 0,375. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng hai ancol. Vậy thì sẽ có hệ phương trình. Ta đang nghề là A đặt nghề B. Thầy có A cộng B bằng 0,375. Phương trình thứ hai, phương trình khối lượng 32A cộng 46B bằng 14,1. Vậy đến đây mình sẽ có 1 bằng 1 bằng 0,375 bằng 32 bằng 46 bằng 14,1 bằng A bằng 0,25, B bằng 0,15. Được chưa? Vậy đến đây thì tìm được phần trăm khối lượng ancol này, 0,25 nhân với 32 chia 14,1 bằng 51,06%. Có nghĩa là 51. Được chưa? Cả nhà ơi, mình live stream cũng được gần 1 tiếng rồi. Và nếu mà ngồi học một lúc mà ngồi 1 tiếng, dài hơn 1 tiếng thì không tốt. Chính vì vậy nên là thầy xin phép dừng buổi live stream tại đây. Buổi sau, tối thứ tư tuần sau vào lúc 20 giờ, các em nhớ giờ nhé. Mình lại tiếp tục live stream tiếp phần hàn côn phenol tiếp theo. Các em ủng hộ không nhỉ? Chứ còn bây giờ các em nên đứng dậy, đừng nhìn điện thoại quá lâu, tập thể dục một chút rồi mình vào học tiếp theo. Ok, có lẽ mình tạm ngừng tại đây thôi. Chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, học bài chăm chỉ nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em tuần sau. Nhớ bật live stream vào đúng giờ này. Hãy tương tác với fanpage thật nhiều để mà các em cùng có thể